lại nữa thiện hiện nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối truyền, giả sử có ác ma, giả dạng sa môn đi đến chỗ vị ấy nói như thế này. Trước đây ông đã nghe, nên tu bố thí ba la mật đa rốt giáo viên mãn, nên tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa rốt giáo viên mãn, thì sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. Những điều đã nghe như thế đều là tà thuyết, phải mau xả bỏ lại trước đây ông đã nghe nên đối với thiện căn công đức của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các đệ tử trong quá khứ vị lai hiện tại từ khi mới phát tâm cho đến trụ pháp đều sanh tùy hỷ tập trung tất cả cùng với hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột những điều đã nghe như thế cũng là tà thuyết phải mau xả bỏ nếu ông xả bỏ tà pháp đã nghe thì ta sẽ dạy ông phật pháp chân thật khiến ông tu học mau chứng quả vị giác ngộ cao tột những điều ông đã nghe trước đây chẳng phải là lời chân thật của phật văn tụng ấy là loại soạn tập hư vọng những điều ta nói mới là lời chân thật của phật thì này thiện hiện nếu đại bồ tát nghe nói như thế tâm chấn động sợ hãi nghi ngờ thì nên biết vị ấy chưa được chư phật thọ ký bất thối truyền vị ấy đối với quả vị giác ngộ cao tột còn chưa quyết định này thiện hiện còn nếu đại bồ tát nghe nói như thế mà tâm bất động cũng chẳng sợ hãi nghi ngờ chỉ theo pháp tánh vô tác vô tướng vô sanh mà an trụ thì này thiện hiện đại bồ tát ấy có làm điều gì cũng chẳng tin lời kẻ khác chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bố thí ba la mật đa chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp không nội chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tàn mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà an trụ chân như, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác, mà an trụ Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp tịnh, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.